Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng lại không thể gặp mặt cử tri. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng không thể tham dự cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2019 với lý do bận công tác. Thông tin này được báo Việt Nam Net loan tải, tuy nhiên không nói rõ là ông Trọng bận công tác gì hay tình hình sức khỏe như thế nào. Ngày 18 tháng 9, báo chí trong nước loan tin, ông Nguyễn Phú Trọng cùng hai đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đó là Nguyễn Hồng Thái và Đào Tú Hoa, sẽ tiếp xúc cử tri quận Hoàng Kiếm vào ngày 19 tháng 6 vào buổi chiều. Ông Trọng và các đại biểu quốc hội cùng với cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ. Tuy nhiên, ngay sau đó những bài báo loan tin vừa nêu trên đã bị gỡ xuống. Lần gần nhất ông Trọng xuất hiện trở lại trên truyền thông đó là vào hôm 18 tháng 5 2019 khi ông phát biểu bế mặt Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản khóa 12. Việt Nam áp thuế chống phá giá lên thép của Trung Quốc Bộ Công Thương Việt Nam đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời trên sản phẩm thép phủ màu nhập cảng của Trung Quốc và Nam Hàn sau 8 tháng điều tra. Nguồn tin của Báo Kinh tế và Đô thị cho biết, Bộ và các đơn vị liên quan đã đánh giá tác động của hành vi bán phá giá đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất cảng của Trung Quốc và Nam Hàn, cũng như tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng đối với sản phẩm thép phủ màu. Bộ Công Thương đã kết luận, mặc dù Việt Nam áp dụng hình thức hạn ngạch thuế quan, nhưng lượng hàng hóa nhập cản trong hạn ngạch có dấu hiệu bán phá giá, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép phủ màu trong nước. Tiếp tục phần tin Việt Nam, Quỹ ban Sông Mekong Công họp phiên đầu tiên của năm 2019. Kính thưa quý vị, truyền thông trong nước ngày 19 tháng 6 đưa tin, Hội nghị toàn thể Quỹ ban Sông Mekong Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019 Vượt độ tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 tại Tiền Giang do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì. Hội nghị được tổ chức với mục đích thông báo kết quả tham vấn dự án thủy điện Praklay của Lào và tình hình phát triển thủy điện ở thượng nguồn Mekong. Hội nghị cũng tham vấn những vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài nguyên nước một cách hợp lý thông qua các tham vấn kỹ thuật các dự án thủy điện tác động đến dòng chảy của sông Mekong. Đây là một trong những dòng sông lớn nhất trên thế giới chạy qua Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Được biết, lưu vực sông Mekong hiện đang đối mặt với nhiều thách thức từ các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội. Những đập thủy điện tại các nước thượng nguồn như Trung Quốc và Lào vào những năm gần đây đã gây tác động lớn đến các nước hạ nguồn, đặc biệt là Việt Nam với các tình trạng lũ lụt và hạn hán. Kính thưa quý vị, Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La bị khai trừ khỏi Đảng. Theo truyền thông trong nước Loan Tin, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc họp ngày 19 tháng 6 quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Hoàng Tiến Đức, là tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Sơn La. Ông Đức bị kỷ luật sau vụ nâng sửa điểm thi trung học phổ thông năm 2018 cho một số thí sinh tại tỉnh Sơn La. Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi trung học phổ thông, chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban chấm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, nhưng có hai thành viên con ruột dự thi nên bị cho là vi phạm quy chế thi cử. Ông Đức còn phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ban chỉ đạo hội đồng thi, ban chấm thi và các khâu trong quá trình thi thiếu kiểm tra giám sát để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật. Kính thưa quý vị, một bản tin về đề sống cho biết, súng ngắn dùng để tự sát của danh họa Van Gogh được bán ra với giá 163.500 euro. Khẩu súng lục mà cố danh họa Vincent Van Gogh từng dùng để kết liệu cuộc đời đã được bán ra với giá là 163.500 euro tại một cuộc đấu giá ở thủ đô Paris vào hôm thứ Tư, cao gấp 3 lần so với ước tính trước đó Vốn được mệnh danh là vũ khí nổi tiếng nhất trong lịch sử của làng nghệ thuật, khẩu súng lục Lapoche 7mm, rỉ sét đã được mua bởi một nhà sưu tập tư nhân. Danh tính của người mua cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Được biết cố danh họa người Hòa Lan đã qua đời vào tháng 7 năm 1890 và các chuyên gia tin rằng ông đã tự kết liễu mình bằng khẩu súng lục trên một cánh đồng hoang vắng gần làng ovez oise thuộc phía bắc thủ đô Paris khẩu súng đã được một người canh nông phát giác vào năm 1965. Từ đó đến nay, nó luôn được trưng bày tại Viện Bảo tàng Van Gogh ở thủ đô Amsterdam của Hòa Lan. Viên đạn được lấy ra từ ngực của Van Gogh có cùng kích cỡ với viên đạn của súng là Kính thưa quý vị, Disney World tăng giá vé vào cổng trước khi khai mạc Star Wars. Walt Disney World Resort đã tăng đáng kể chi phí cho các chuyến đi công viên hàng năm ngày trước ngày khai mạc là ngày 29 tháng 8 của vùng đất chiến tranh giữa các vì sao mới tại công viên Hollywood Studios. Theo thông tin chính thức của Disney Park, các loại vé của Platinum, Platinum Plus và Premier sẽ có quyền vào Star Wars Galaxy Edge tại Disney Hollywood Studios ở Orlando, Florida sớm hơn với những cơ hội được xem vùng đất Star Wars này trước khi mở cửa vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Thông tin chi tiết và đăng ký để xem trước sẽ được chia sẻ một ngày sau đó. Giá vé đắt nhất đó là Premier Passport, cho phép vào Walt Disney World và Disneyland Resort ở Anaheim, California. Chi phí hàng năm đã tăng 150 đồng lên là 2099 Mỹ Kim. Chi phí của thẻ Platinum Plus tăng 225 lên 1219 Mỹ Kim và thẻ Disney Platinum tăng 225 đồng lên 1119 Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Bằng Châu xin kính chúc quý vị luôn luôn được vui vẻ và lúc nào cũng gặp nhiều may mắn. Và kính mong quý vị sẽ đón theo dõi chương trình tin tức buổi tối sẽ được phát hình vào lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối với những bản tin cập nhật mới nhất. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.